chào đến quý khán giả đang xem chương trình TV hôm nay. Và thưa quý vị, liên tục chương trình xin mời quý vị gặp gỡ chị Trung Ngọc Nhi. Chị là CEO của công ty Forever Biomore và là người mà Thanh Thảo biết đến luôn miệt mài với công việc yêu thích của mình, đó là nghiên cứu những sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ cũng như phụ nam. Thanh Thảo xin chào đến chị Nhi. Rồi, chào Thảo và chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, khi mà Thảo cùng chị Trung Nhi làm show truyền thông và cộng đồng này thì chúng tôi đã mang đến cho quý vị khán giả những thông tin rất hữu ích khi mà quý vị quan tâm tới làm đẹp, đặc biệt là về làn da của mình, thì cũng nhận được sự phản hồi của quý vị khán giả rất là nhiều. Điều đó rất là khích lệ cho Thảo cũng như chị Trung Ngọc Nhi khi mà ngồi đây để làm chương trình. Cảm ơn chị rất là nhiều lần nữa. Cảm ơn Thảo tin tưởng chị và cảm ơn quý khách đã tin tưởng Ngọc Nhi mười mấy năm rồi đó Thảo. Thảo biết chị Trung Nhi gần 20 năm, là gần 20 năm chị miệt mài với công việc này. Chị ơi, ngày hôm nay em muốn mở ra một đề tài mà quý khán giả mình rất là quan tâm. Nghe như là rất là cũ, nhưng mà thật sự nó vẫn là một đề tài mà nhiều người mong lung vẫn chưa rõ lắm. Đó là cái từ collagen. Quý vị khán giả có đồng ý với anh Thảo là gần cả chục năm nay chúng ta nghe cái từ này rất là nhiều. Đúng rồi. Nơi đâu mình cũng nghe quảng cáo collagen, collagen, sản phẩm nào cũng có collagen. Đúng thì rồi. Chắc là đầu tiên Thảo nhờ chị Trung Nhi cho quý khán giả biết rằng là collagen nó là cái gì. Câu hỏi này của Thảo rất là hay trong chương trình này, thưa quý vị. Collagen nó Thảo là một cái chất nhờn, một cái chất kết dính giữa da với sụn, với xương, với cơ chúng ta lại với nhau. Nó có khi chúng ta sinh ra. Nhưng mà nó là không có tự sản xuất nhiều sau khi chúng ta là khoảng 30 mấy tuổi. Nó chỉ bắt đầu giảm dần thôi. Thì tùy theo cái môi trường sống và cách ăn uống và cái tâm sinh lý của mình thì cái collagen nó giảm nhanh hay là giảm nhẹ. Thì tóm lại nó là một cái chất nhờn để kết dính và đệm giữa các khớp xương, cho nên khi mình thiếu nó, mình đi các khớp xương mình bị đau, là mình lớn tuổi là mình thiếu chất đệm giữa các khớp xương. Và da chảy xệ bởi vì collagen nó không còn nữa, mà nó là một cái chất kết dính, cho nên khi mà nó không kết dính thì nó sẽ rời rạc ra, thì nó sẽ làm cho cái da mình bị xệ xuống, là cái đó là collagen. Cho em tưởng tượng như là một cái khung, một đúng cái khung, khung khung trong da của mình. Đúng rồi. Các bạn không chị? Đúng rồi. Thì Ngọc Nhi ví dụ đơn giản, quý vị thấy là mình bị thường thì bị bọng mắt thật là nhiều mỡ đây. Yeah. Và phía dưới bọng mắt là một cái hốc sâu luôn luôn đi kèm. Yeah. Là bởi vì cái collagen chúng ta nó giảm đến mức là chỗ này nó bị, nó không còn đủ cho nên nó sụp xuống. Tại vì nó là một cái chất chống đỡ và kết dính, cho nên nó mất cái chống đỡ và kết dính thì nó sẽ bị sụp. Thì khi nó sụp hủng cái chỗ này xuống thì cái bọng mắt sẽ xệ xuống, nó sẽ bị hai cái cục lòng thòng cái da đây, thì chúng ta tưởng rằng bị mỡ mắt. Nhưng thật sự đó là cái da mắt nó bị chảy xệ vì nó thiếu collagen nằm ở phía dưới. Mà khi mình đi chích Botox thì mình chăm vô đây thì nó lại đầy lên, thì thấy mắt bớt bọng là tại vì nó đã đẩy lên. Nó là một chất thay thế thôi, nhưng mà collagen là rất là cần thiết, và đặc biệt là nó giảm theo tuổi tác. Mình tuổi càng lớn thì nó càng giảm, mà mình không bổ sung đủ thì nó sẽ làm cho mình bị nhăn, chảy xệ và đau nhức khớp, là bởi mình thiếu collagen. Khi mà tuổi mình càng lớn thì collagen của mình sẽ bị hao hụt đi, thì không biết rằng mà tôi lo lắm, tôi rất là lo lắng. Ví dụ một người khán giả nói là tôi rất là lo lắng, tôi rất là quan tâm tới vấn đề, tôi sợ tôi bị mất đi collagen, thì ở độ tuổi nào thì chúng ta bắt đầu bổ sung collagen thưa chị? Khoảng 35 tuổi. Có người 30 tuổi. Nó tóm lại là ở cái tuổi mà khi chúng ta sinh đẻ xong đó, thì ở vào cái tuổi khoảng 30 trở lên là nó giảm, nhưng mà nó giảm ít, mình còn chấp nhận được. Có nghĩa rằng nó giảm khoảng 10% một năm. Nó giảm 10% trong cơ thể mình chứ. Một năm nó giảm là 1.75% đến 3%, tùy theo cái cách sinh hoạt ăn uống nữa Thảo. Và khi mà chúng ta bắt đầu 30 tuổi thì nó giảm khoảng 20%. 40 tuổi thì nó giảm khoảng 30-40%. Nhưng mà từ 50 mấy trở về thì trong cơ thể chúng ta nó giảm khoảng 60% lượng collagen đã mất đi. Một cái sự khắc nghiệt là khi collagen nó giảm thì cái hàm lượng hyaluronic trong người mình nó giảm theo, là cái chất nhờn, cái hormone mình nó giảm theo. Thì hai cái đó là nguyên nhân tạo ra cái sự rụng tóc, da nhăn chảy xệ. Theo như chị chia sẻ thì khi mà collagen bị mất đi, sụt giảm dần, thì sẽ có nhiều những cái phản ứng trên cơ thể của mình vì mình mất đó. Thì cái phản ứng nào mà sớm nhất để em có thể nhận thấy mà em nghĩ rằng em phải đi uống collagen? Chảy xệ, da nhăn và chảy xệ. Một câu hỏi nữa thưa chị, rằng là trên thị trường Thanh Thảo thấy rất là nhiều loại collagen và có những cái hàm lượng nó khác nhau, thì đứng ở góc
chị là người đã Thảo Thảo biết rằng là collagen là một vấn đề mà chị nghiên cứu 18 năm rồi. Rất là miệt mài, rất là phải nói là chăm chỉ với cái này. Thì theo kinh nghiệm của chị thì cái hàm lượng như thế nào là phù hợp thưa chị? Ở thị trường thì thật sự ra nó nhiều collagen lắm. Mà khi mua collagen thì quý vị chỉ đi mua cái tên collagen thôi, chứ không biết rằng collagen làm từ da con gì, hàm lượng bao nhiêu, và tuổi nào cần bao nhiêu, vì không có biết. Cho nên là cái phong trào, nhưng mà mình uống sai thì nó không ảnh hưởng gì hết, nhưng mà nó tốn tiền thôi. Ví dụ như từ 25 tới 35 đó, Thảo có thể cần một ngày khoảng 50.000mg collagen là đủ trong cơ thể Thảo rồi, một tuần á. Nhưng mà khi quý vị từ 35 tới 45 có thể cần tới 15-20 ngàn. Và từ cao nữa thì mình phải cần nhiều nữa. Cho nên ví dụ như ở thị trường có những loại 3.000mg, 5.000mg, 7-8.000mg thì quý vị uống vô mà ở cái tuổi lớn tuổi nó không có áp phê nữa, bởi vì nó không có đủ bù vào cái lượng mất đi. Cho nên mình phải là uống cái đậm đặc hơn. Cái thứ nhì nữa là collagen nó làm từ da cá khác, rồi da heo, da gà nữa. Mà da heo, da gà quý vị thấy một tấn á, da heo, da gà nó rẻ rề à. Nó lấy ra collagen được đó. Nhưng mà nó sẽ có ăn nhiều cái đó vào người, uống nhiều nó sẽ làm mình cái mỡ trong máu. Còn collagen làm từ da cá nó cũng có hai loại, da cá salmon và da cá ba sa, cá hồi. Thì da cá ba sa nó khác với da cá hồi, là nó sẽ có nhiều mỡ hơn, nó có nhiều chất không khỏe bằng. Da cá hồi thì khỏe nhất, nhưng cá hồi lại có hai loại là cá hồi nuôi và cá hồi đánh bắt. Cá hồi nuôi đó thì người ta phải cho ăn chất tăng trưởng để nó mau lớn, thì mình ăn cái đó nhiều nó sẽ làm cho mình bị rối loạn nội tiết tố, rối loạn hormone và rối loạn DNA. Nó sẽ làm cho con cháu mình thì mình có sinh đẻ thì nó sẽ bị rối loạn. DNA nó sẽ phát triển sớm hoặc cái hormone bị rối loạn. Bởi vì mình ăn chất tăng trưởng mà mình đã già rồi. Nó sẽ bị rối loạn hormone. Còn nếu sinh ra ung thư đó, và nếu mình mua cái loại cá hồi đánh bắt thì nó an toàn. Cho nên công ty chị là cá hồi đánh bắt suốt 18 năm nay và có chứng nhận của Bộ Y tế Nhật Bản. Cho nên tại sao nó mắc nhất thị trường là như vậy, và bởi vì nó đậm đặc nhất thị trường. Và cái quan trọng khi đi mua đó, quý vị nhìn vào cái nữa là các chất vitamin nằm trong đó kèm theo là cái gì. Thì khi mua collagen nhớ đừng mua tên collagen, mà viết là collagen từ động vật nào. Thứ nhất, hàm lượng bao nhiêu, hợp với lứa tuổi mình hay không. Thứ ba là các chất vitamin đi kèm theo trong đó có giúp được mình khi mình lên tuổi trung niên không, hay là chỉ làm trắng da thôi. Thì cái đó là cái quan trọng nhất. Như vậy mỗi sản phẩm collagen bán trên thị trường ấy chị, họ có ghi cái thành phần là tôi lấy từ collagen này được lấy từ da của cá nào hay không thưa chị? Không, họ đây là fish collagen thôi. Như vậy thì cũng là một cái phần lấp lớn của họ, hoặc là cho người tiêu dùng. Đúng rồi, hoặc họ là chỉ collagen không thôi, từ động vật thôi. Thành ra cẩn thận ở chỗ hàm lượng của nó là một, hai là từ động vật gì, và thứ ba là các vitamin kèm theo. Ba cái đó, và quan trọng nhất là biết cái tuổi mình cần cái gì. Có những loại họ nó uống ngàn chai mà nó không work, tại vì nó có 5-3 ngàn, mình cần tới 20 ngàn lần. Thành ra của công ty mình nó là một tuần chỉ 2 chai thôi. Tại vì nó tới 20 mấy ngàn, mà trong đó nó kèm theo khoảng 17-18 loại vitamin mà giúp già không mất trí nhớ, người già không tiểu đường, không cao máu, không rỗng xương, không bị bệnh tim, không bị đột quỵ. Và rất là nhiều. Thành ra tụi chị làm là nó mắc nhất thị trường. Nhưng mà thưa quý vị, nhưng mà đó là một cái loại mà hiện giờ là tụi chị được săn lùng nhiều nhất. Thực sự cái chia sẻ nghe mắc nhất thị trường thì Thanh Thảo nghĩ rằng, như quý vị, theo cá nhân Thanh Thảo thôi, khi mà chúng ta nghĩ đến sắc đẹp của mình muốn làm và an toàn sức khỏe, thì dù có mắc thà Thanh Thảo không xài, khi mình sử dụng thì mình cũng chọn một cái sản phẩm mà an toàn cho mình, chứ cũng không muốn là mình chọn một cái sản phẩm mà mình không biết nó sẽ có hậu quả như thế nào. Thì nếu như mà một cái chai collagen với hàm lượng cao mà của công ty chị đang làm ở thị trường, Thảo biết cả hơn 10 mấy năm rồi đó, thì bà vẫn được giữ được cái lòng tin của khán giả, thì Thảo tin chắc rằng 18 năm rồi đã đặt vào đó một cái tâm huyết rất là lớn và đã nghiên cứu rất là kỹ rồi. Thì thưa chị, nếu mà người trẻ tuổi sử dụng cái hàm lượng cao thì nó có được hay không thưa chị? Một tuần họ chỉ cần một chai thôi. Thay vì họ cần một tuần 7 chai như các loại khác, thì của chị một tuần một chai là nó đưa vào đủ rồi. Tại vì nó đưa vào trong cơ thể mình, nó sẽ đào thải bớt ra nữa, nhưng nó còn giữ lại được. Còn nó có 5-3 ngàn, 2-3 ngàn, nó vô nhiều đào thải rồi, còn mấy trăm nó không thấm.
Thành ra mình phải cần đưa vào nhiều để trừ nó đào thải, nó còn giữ lại thì một tuần mình đưa vào một lần cũng được, còn người trung niên thì một tuần hai lần. Yeah. Thành ra của chị lợi thế là khách hàng không cần uống nhiều. Yeah. Một hộp có 8 chai mà uống tới 1 tháng, 2 tháng. Trong khi đó là những loại khác thì em uống một hộp 1 tháng tới 30 chai mới đủ. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Chung như hôm nay cho anh Thảo biết được rằng là collagen thật sự là nguồn gốc collagen như thế nào, cũng như là cái sự cách sử dụng như thế nào cho hợp lý với mình. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn Thảo và cảm ơn sự tin tưởng quý vị.